Để thêm than quỳnh. Không như than nó nướng mắt. Mình đắp than lại nữa mà. Rồi, lắp nó lại. Lắp lại hay bỏ củi lên trên? Không, lắp nó lại cho nên mình dưới. Rồi, để đi. Hình như nãy mình lắp chưa hết than. Đây còn cầm này anh. Giải hai vợ chồng biết ha, anh đi nhanh lên chứ về có khi mà hết mồi á. Trời, trời ơi, mấy thằng nướng lâu lắm, yên tâm đi. Vậy còn củ lan, củ lan nướng sao? Ý nó bỏ lò than rồi nên là còn than. Đúng than kia mà tưởng có gà sống thì kia thôi, nó đem gà chín lên luôn vậy. Dạ. Không, con gà đâu? Cúi ra, cúi ra, cúi ra. Mình dứt luôn cho rồi chứ. Vậy nướng sẵn luôn. Dạ, con gà to này, gà ngon này. Bánh to. Không, gà này bự hơn. Xe rác của bà chứ. Quá úp luôn, úp đi luôn em. Đi đi ra, đi qua nướng nướng khoai lang. Ủa bên hôm nay hả? Tính nướng gà mà thôi nướng sẵn rồi. Bây giờ mình đi nướng khoai lang. Ủa tên hồi vậy? Đây là hồi gì Tâm? Đây nó nãy qua thao không có nướng gà, mà bây giờ không nướng gà được thì mình đi nướng khoai lang. Ồ thao ngon ghê. Bỏ lá lại, bỏ hết vô. Để thêm than quần. Không như than nó nướng mắt. Mình đắp than lại nữa mà. Rồi, lắp nó lại. Lắp lại hay bỏ củi lên trên? Không, lắp nó lại. Củ lan bỏ ở dưới đó, ráng khoảng có 15 phút nữa nó xuống mà cháy đen là lên ăn được. Ồ, có chiếc xe đời cổ. Trời ơi, bà vợ tôi á trời. Coi bà ôm, coi bà ôm nguyên con gà. Rồi, cắm cho. Cắm cho miếng. À, có vợ cho em biết sao không muốn có đúng không? Má rồi hả? Không vợ em biết sao chồng em nhỏ không vợ. Ừ, nói hai bàn nữa. Nói xí ăn chồng em tí xíu à. Ngồi nó ăn trời ơi. Thôi vô. Vô vô. Mình ngồi nắp á. Bự quá ngon chứ. Ngồi xích vô một chút. Sẽ làm bà vợ được ăn đúng không? Đúng rồi. Ồ 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
Đây. Ừ, thịt đã luôn. Thao đi xuống xuống lát cổ lạc. Bữa nay chị quá kìa. Bữa nay cái này. Hết chưa? Xong. Đi vớt củ lan nè mà cũng hết ráng hết miếng gà chứ. Rồi sau 5 phút chắc 10 phút à. Có mùi thơm rồi. Cháy. Trời ơi đi tôi lôi. Bắn nó bắn nó lên. Trời ơi. Ôi thơm ai. Hả? À. Hay đây lấy đó. Đây đây đây, đây bà bỏ lấy cho. Đấy đó được rồi ạ. Bây giờ được rồi ạ. Rồi. Cào hết ra, cào hết ra. Thơm. Rất ngay luôn. Nói chung là đi dạ ngộ mà được ăn món khô lan nướng là đây có củ mì nữa mà ngon á. Bỏ củ mì, củ mì. Rồi, bỏ vô thùng này. Rồi, hắt cái lạnh vô chứ. Nhớ. Rồi, một cái. Hai cái. Lấy ra, lấy ra, từ từ. Rồi, bạn thấy. 4 cái. Hồ, phức lục. 5 cái. 6 cái. Cái này nước à? Rồi. Ôi trời ơi, sao lại. Rồi. Thêm 2 củ nữa nè. 3 củ luôn. Thôi đừng bóc tay, đừng bóc tay đi. Nóng lắm. Nóng trời. À. Ai. Rồi. Ôi, còn không? Còn không? Rồi. Ừ, hấp dẫn không? À, đây của đây là khoai lang nướng. Rồi hàng về nè. Rút ra thùng phức luôn á. Đúng rồi. Trộn củ lan đẹp quá. Rút ra Vinh. Vậy là chín chưa? Thơm rồi mà không biết chín chưa. Không, cho miếng ngon nè. Cần cái nói chung đi. Thôi à. Hai đông ngồi đó là đông mình lắm. Đó. Ngon quá. Để ra. Hình như nãy mình lắc chưa hết than. Trời ơi, nãy bị than đó mà ở dưới nó một bên. Coi một bên kia sống không? Không, bây giờ chín lắm. Thấy nó chín lắm. Thấy nó mùa lắm. Không nghe rồi hai bàn ghê không gà không mình lựa cái cánh đó chứ rồi người ta ăn củ lan à thấy bình như trời ăn củ lan rồi gà ở trên mạng xã hội tao biết mình bị châm nè tối này hiện trường rồi. Cho coi cái đầu à, coi cái đầu ngóng vậy. Nó đang chờ ai đốt nó mà. Vụ việc xảy ra nè, cái đầu. Mấy giờ?